Xin chào các bác. Hôm nay em lại bắt đầu tiếp tục thanh lý mấy chậu cắt. Đây là cắt sổ nha em này, có này. Mỗi cây nó ra một kiểu bông, nó khá là nhiều mặt bông. Đợt trước là em ra cả bông màu đỏ, màu cam. Bây giờ em ra cái mặt bông này. Bông này cũng hay phết đây. Đấy, giới thiệu các bác, đây là cây cát này. Hôm nay là em thanh lý chỉ có 70.000 một chậu thôi các bác. Đây, em treo đây nhiều lắm. Toàn chậu to, 6-7 thân này. Đấy, cát đấy. Một chậu như này chỉ có 70.000 thôi các bác nhé. Các bác lấy từ 10 chậu thì lấy từ 20 chậu thì em bao ship cho. 20 chậu em tính 60.000 thôi. Đấy. Em thanh lý cho nó gọn vườn. Cái vườn của em nó sắp bị ấy rồi. Bị gãy rồi. Vườn tre thôi. Em thanh lý đi để em sửa lại. Đây, những chậu cát như này chỉ có 70.000. Đấy, cát đây còn đấy là cát, còn kiếm thì đây là lông heo xanh. Lông heo xanh thì em thanh lý 150.000 một cây thôi. Lông heo xanh là bông cát hoa màu xanh. Cái bông này là cát của Đài Loan. Đài Loan thì nó đắt hơn cát của Thái Lan. Cát của Đài, bởi vì bên Đài họ trồng được ít cát hơn, và cái vận chuyển máy bay từ Đài về Việt Nam nó cao hơn, và hai nữa là cái của Đài, cát của Đài nó đắt, nó đẹp hơn cát của Thái. Lông heo xanh em bán 150 một cây. Đây, cát này có mắt này. Cát này thì tầm khoảng tháng 11 đến tháng 12 nó sẽ nở hoa. Đấy. Còn đây là vị hoàng nó này. Đây. 2 triệu mẹ một con, vị hoàng lá lá. Đây, chậu này có 2 triệu thôi. Đấy, vị hoàng em có khá nhiều luôn. Vị hoàng sần thì vẫn 700 một thân. Mẹ con là 800. Đây, vị hoàng nó đẻ rất là nhanh. Cái mầm của vị hoàng nó luôn luôn ở cái trạng thái bẹp không nhé. Bẹp vào cong như này nó chuẩn vị hoàng, với cả mầm nó xanh sạch. Đấy, vị hoàng lá sần em bán 700 một thân và mẹ con là 800. Còn đây có một cây trắng tiên nữ Hưng Yên này. Thôi bán rẻ quá là 200 thôi, về làm giống. Trắng tiên nữ Hưng Yên. Còn bên trong này cũng toàn vị hoàng nhiều. Đây, cát em nhổ ra em gửi này. Đấy, đây là cát đây một khóm nó khá nhiều thân. Đấy, cát đấy. Đây là lông heo xanh. Lông heo xanh các bác nhé. Lông heo xanh 150. Còn bên này là, bên này là vàng tê linh lá sần này, em bán 700 một thân này. Tê linh này thì đẻ khỏe lắm, cứ trồng này nó sẽ đẻ. Riêng cái tê linh đặc biệt thế các bạn. Cứ trồng kiểu này là nó sẽ đẻ luôn. Đẻ rất nhanh. Nó ra rễ và nó cực kỳ nhanh luôn. Đấy, vàng tê linh này. Tê linh lá sần. Đây, vị hoàng lá sần. Đây có một cái, một mẹ hai con này, 800 này. Thân nó hơi nhỏ, làm giống nhưng mà đẹp lắm này. Bên trong này nhà em thì toàn bộ là vị hoàng sần hết. Còn kiếm vàng tê linh thì em vẫn bán là 1.8 triệu một thân. Đấy, 1.8 triệu một thân vàng tê linh đẹp như này. Có 1.8 triệu rồi các bạn. Đấy, chỉ có 1.8 triệu một thân thôi. Tất cả đều có mầm cái gốc hết. Vàng tê linh. Đây là hai thân, nó hơi dài dài thì nó 3 triệu. Hai thân dài 3 triệu. Đây, một thân tê linh nó đẹp như này các bạn này. Đấy. Giá chỉ có 1.8 triệu thôi. Còn đây là cây kiếm lá biên, biên mõm vẹt này. Một mẹ ba con này là 900 này. Các bác lấy một khóm này về là sang năm thoải mái giống về chơi. Xanh thái thì vẫn là 600 các bác nhé. Đây, hai thân như này là 600 này. Xanh thái. Những cái này có hoa tại nhà em hết rồi. Còn đây là Flash Julia này, 200. 200 triệu Flash Julia này. Em này kiếm con ở đây, em còn ít cánh bầu lưỡi hồng này. Cánh bầu lưỡi hồng em bán là, đây có một thân này là 300 này. Thân màu này 300. Còn mẹ con như này có 3 khóm, mẹ con như này là 400 con nhé. Em còn có 4 khóm này thôi. Đấy. Đèn hơi sáng.
Còn đây là vị hoàng láng này, em có khóm này, hai thân. Hai thân một mầm này 5 triệu này. Đấy. Hai thân và một mầm đây là 5 triệu. Các bác nhìn láng đẹp không? Láng tức luôn. Cây nó cũng to. Vị hoàng em bán từ hàng giống đến hàng to đều có hết các bác. Còn tuyết ngọc thì vẫn 600 một thân. Kiếm trắng tuyết ngọc vẫn 600 thân, mẹ con là 700. Trắng tuyết ngọc đây. Đây có một chậu, hai chậu, ba chậu, bốn chậu tuyết ngọc trắng. Tuyết ngọc này em có rất rất nhiều luôn. Đấy, còn bên này. Bên này vẫn là xanh Huế gieo hạt này. Xanh Huế gieo hạt em bán là 70.000. Còn Phan Chí gieo hạt là 80.000. Đây cát của em ở trong, cả trong lẫn ngoài đều rất nhiều luôn. Đây cát của em đây. Một dàn cát ngoài này luôn các bạn. Đấy. Đấy dàn cát luôn. Còn vàng cánh bầu Hải Phòng thì vẫn 300 một thân các bác nhá. 300 một thân, còn mẹ con là 350. Vàng cánh bầu Hải Phòng thì em có nhiều lắm. Rất rất nhiều luôn. Đấy, vàng cánh bầu Hải Phòng. Đây có một thân tuyết ngọc già già này, bác nào mua em bán 200 này. 100 này đẻ con này. Đấy, thân tuyết ngọc già này thanh lý 200. Em vừa bán hàng ấy, vừa bán hàng đẹp, vừa bán hàng thanh lý. Còn ở đây có hai cây, một cây vàng cánh bầu này, với cả một cây vàng cánh cong này. Hai, một cái già đanh, một cái trẻ măng. Này em bán là, đấy cái này, hai cái này em bán 100 cho các bác sưu tầm. Đấy, chỉ có 100.000 thôi các bác nhé. Đấy, còn Flash Julia ở đây vẫn là 200 một thân. Cánh bầu lưỡi hồng này thì thôi cái này em trồng. Còn kiếm vàng Thái, vàng Thái thì em bán 300 một mẹ một con to này. Đấy, kiếm vàng Thái 300. Còn đây là cái kiếm số 1 lai với cây kiếm đài này. Đấy, cái này được cái thân thủ to. Cây này em bán với giá là 100. Đây em thanh lý chỉ 100 thôi. Đấy, có nhiều mặt hàng em cũng vừa bán vừa thanh lý lắm. Như những cây nhỏ nhỏ số số để các bác về làm giống. Nó vừa rẻ tiền vừa mà kiếm thì nó kiểu gì nó cũng mọc hết lên rồi. Các bác có thể chăm lâu, còn em thì không có kiên nhẫn được. Đây ví dụ như vàng cánh bầu thân già như này 100 thôi. Đấy. Thân già 100 một thân, nó hơi heo héo. Trông heo héo, không có lên được không. Đấy. Còn nên bên ngoài này hết rồi, còn cũng không còn hàng của các bác. Bác lấy gì thì bảo em nhé. Ở đây có ít tuyết ngọc, xích ngọc trắng này. Xích ngọc trắng em bán 100 một thân. Ví dụ khóm, các bác lấy khóm 4 thân em sẽ tính 300 thôi. Đấy, đấy xích ngọc trắng ấy. Bên này toàn kiếm lô hội là nhiều. Đúng không cả các bác?